thể của mình phải khác với những đoàn thể khác, thấy chưa? Phải chứng tỏ rằng theo sư phụ học nó khác hơn như theo những người khác học, rồi mình nói người ta mới nghe, rồi sư phụ đi hoằng pháp nó mới có ảnh hưởng. Quý vị là những viên gạch mà một viên nó bể đi, hai viên nó nát đi, rồi cái đường nó nát hết. Một viên gạch rất là quan trọng, tại vì không có một viên thì không có hai viên, không có hai viên không có ba viên, hiểu chưa? Mỗi viên gạch đều là quan trọng hết, tại nó trong bức tường đó. Cho nên đừng có coi thường cái sứ mệnh của mình, đừng có vì những cái tự ái cá nhân. Mới tu thì người nào cũng có tự ái nhiều, tu riết đi động chạm một lúc rồi mòn hết, không còn gốc còn cạnh, không còn gai gốc gì nữa đó. Chứ mà không còn không sát là gai gốc còn tùm lum hết, hiểu chưa? Phải dũa phải mài, ngọc kia chẳng dũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì học hành sáng suốt ngu si thì hư đời. Học hành là như nào? Không phải học chữ học nghĩa không? Đấy, học cái cách cư xử với nhau, học cái cách nhẫn nhịn, học cái tự ái mình nó tới đâu, cái ngã mình nó tới mức nào rồi hả? Chứ không phải cái gì là mình tu khổ hạnh, không phải mình để đưa đầu cho người ta chửi. Nhưng mà mình tu riết rồi mình thấy rằng những cái sự chửi bới, những cái sự mà thử thách đó nó không có nhầm gì với mình đó, như nước đổ lá muôn sống sau đồ vịt, bây giờ chứ còn mình nói đụng mà sợ là tới không bao giờ mình thoát khỏi được cái vòng đó hết á, quý vị hiểu không? Nó vượt qua cái đó rồi lát mình thấy như không à. Bây giờ tập tành lần lần những đồng tu mài dũa mình, mai mốt rủi ro mình có thành minh sư á thì ngoài đời nó dũa mình. Bắt đầu dũa cái group nhỏ nhỏ thôi, tập lần lần nữa chưa. Tập rồi tập cho quý vị thành minh sư đó. Chiến thắng ta mới là huy hoàng. Hồi nãy cô Diệu Hoa cô có nói, Diệu Hoa đúng vậy. Đánh 100 trận thắng, bách chiến bách thắng không bằng chiến thắng chính mình. Thử chứ, thử coi mình công lực tới đâu chứ. Chứ mình phải chiến thắng mình mới hay. Mình đừng có để những cái tự ái nhỏ như những cái tính tình, những cái bốc đồng của mình mà nó sai khiến mình đó nha. Mình phải sai khiến nó. Mình hồi nào mình muốn bốc thì mình bốc, mình muốn nguội thì mình nguội, mình muốn nóng mình nóng, muốn bốc đồng thì bốc đồng, mình muốn cười thì mình cười, mình muốn khóc thì mình khóc, mình muốn thương người nào mình thương, mình muốn cắt là cắt cái rụp. Vậy mới đúng là con người. Chứ không phải cấm quý vị thương, quý vị ghét, quý vị giận, quý vị hờn. Nhưng mà cái lúc nào làm việc lúc đó thôi. Giận thì giận rồi, rồi hết. Công chuyện đó hết rồi, hết giận, làm chuyện khác. Mà cái khi mà đang giận đó nhưng mà phải làm chuyện khác là phải để một bên liền, để đó lát giận tiếp. Hạ hồi phân giải mà, thấy chưa? Thì sư phụ cũng vậy thôi. Sư phụ cũng phải làm y như quý vị thôi. Cái gì sư phụ dạy cho quý vị là sư phụ đã phải chịu đựng thử thách qua hết. Nói nó mới linh, nó mới có cái hồn. Chứ sư phụ trên này không có kinh nghiệm nói ra nó khác, hiểu chưa? Thí dụ như nhiều khi sư phụ đi chỗ này chỗ kia ha, hoặc là có bà con dòng họ như quý sư phụ thấy cũng thương mến lưu luyến lắm chứ. Nhưng mà hết rồi thì thôi chứ, đúng giờ ta phải đi cộng tu. Không có ngồi đó ôm mấy người không có lưu luyến được với nó, thấy chưa? Đại khái nó vậy. Rồi sư phụ có thương có nhớ ai gì đi nữa rồi ta cũng dẹp để đó mai mốt thương tiếp. Có thì giờ thì ta sẽ thương tiếp, không có thì thôi. Đi làm chuyện khác. Còn người nào mà thí dụ mà tốt với sư phụ á, làm việc chung với sư phụ, gần gũi sư phụ thì sư phụ làm tiếp chứ nhỏ. Mà không được thôi ta kiếm người khác. Không giận không buồn gì người kia mà không đứng đó ôm hoài, không đứng chờ ngóng người đó năn nỉ, không có. Mình kiếm chuyện khác mình làm, kiếm việc khác mình làm, kiếm người khác. Chứ cái đời mình nó ngắn ngủi, công việc mình nó nhiều. Không có để bất cứ một người nào kêu bằng cái gì, khống trị cái tình cảm của mình, khống trị cái kế hoạch của mình, khống trị cái đời sống của mình. Quý vị hiểu chưa? Thành ra có tương tư người nào, thí dụ tương tư đi nữa, cũng kệ cha nó. Thì anh thương tôi thì ok, anh không thương thôi, tôi kiếm người khác, kiếm không được thôi. Lát tôi cũng quên à, 2-3 ngày sau quên liền á. Không 2-3 ngày thì 2-3 tháng chứ có gì đâu. Nhiều khi mình thương người nào đó, mình tưởng người đó, không có người đó mình chết rồi, chết rồi mình chết. Mai mốt gặp người khác còn đẹp hơn nữa, còn hay hơn nữa, nhiều khi vậy, hiểu chưa?
Chứ đừng đừng có tưởng bất cứ một cái người nào là quan trọng tới cái mức mà mình phải bỏ công ăn việc làm, hoặc là bỏ những cái lý tưởng của mình, hoặc là mình phải sửa đổi tất cả cái kế hoạch của mình, hiểu chưa? Bởi vậy mình phải làm chủ với chính mình là nó như vậy. Quý vị hiểu không? Ừ? Ừ. Ừ. Chứ nếu không á, mình bị những cái hoàn cảnh nó lôi cuốn, hoặc là những người mà có quyền lực hơn mình họ lôi cuốn, hoặc những người có cái hấp lực hơn mình họ lôi cuốn, lôi cuốn mình đi những con đường sai, nó mệt. Ừ. Sư phụ cũng giống như quý vị chứ không có gì khác. Nhưng mà sư phụ giờ giờ khắc khắc làm chủ chính mình thôi. Thí dụ sư phụ nhiều khi cũng buồn. Thí dụ thấy những người tị nạn Việt Nam đau khổ, sư phụ nói chuyện họ là sư phụ đau khổ liền. À, tại vì nó trong cái lúc đó nó cái chuyện đó nó đúng đúng giờ. Nhưng mà lát ta nói chuyện khác là ta cười. Cười vang dội hết. À. Rồi thí dụ. Thí dụ như nhiều khi sư phụ cũng có họ hàng bạn bè cũng lưu luyến vậy, cũng thích ở đó nói chuyện cho thêm nhiều. Nhưng mà ta có chuyện khác ta làm là ta phải cắt liền. Thấy chưa? Cắt liền để đó. Có nhiêu đó thôi. Sư phụ mới khóc đó là cười được liền. Muốn cười đó rồi gặp chuyện khóc là khóc. Thấy chưa? Mà không phải khóc hoài. Cái đúng cái lúc nó khóc thì khóc. Khóc hết rồi ta phải lau nước mắt, cười lên làm chuyện khác. Rồi chứ không phải đem cái tâm trạng nó mà kéo dài 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 từ cái chuyện này nó kéo qua chuyện kia, cái đó không phải. Hiểu chưa? Ừ, có bấy nhiêu đó thôi mà nó khác là phải làm chủ lấy chính mình. Thí dụ như thí dụ thấy như hôm trước sư phụ đi hoằng pháp, chưa đi hoằng pháp mà đã bao nhiêu thơ gì truyền đơn gì rải rồi hăm dọa đủ thứ không hả? Sư phụ cũng sợ chứ, sợ thì sợ làm chứ nha, chứ đâu phải để người ta kiểm soát đời sống của mình được, để người ta kiểu gì khống trị đời sống của mình được. Cái chuyện kế hoạch tôi phải làm chứ hả, hiểu chưa? À, ví dụ có người nào thương nhớ sư phụ rồi muốn ôm ẩm, muốn kéo, muốn lôi, muốn làm để sư phụ ở chỗ đó hoài vậy. Nhưng mà sư phụ cũng phải đi chứ đâu để cho họ làm vậy được. Mặc dù là thương mình lắm, mình cũng thích như vậy, nhưng mà mình phải đi, công chuyện mình khác mình phải làm. Mặc dù nhiều khi đi nó cũng hơi buồn, nhưng mà buồn thì buồn đi thì đi. Thấy nha, cái lúc nào nó xong rồi thôi, cũng như đói đó, thì mình ăn. Ăn xong rồi thôi dẹp chén dẹp bát, chứ ngồi đó cà kê dây ngọn liếm chén liếm bát hoài, dòm chén dòm bát hoài sao, có hiểu không? Ừ. À, cũng y như vậy thôi ha. Cái lúc nào mình phải làm cái gì là mình làm cái đó, bất cần những cái sự ảnh hưởng xung quanh nó mới phải. Cái gì bây giờ anh đói quá trời rồi mà cơm để sẵn đó mà anh ai có chửi cái bới gì anh cũng nhờ vô ăn chứ, phải không? Vậy mới đúng. Ăn rồi dẹp, đi làm chuyện khác. À, đại khái nó như vậy. Thì ở đời này cũng phải như vậy mà thôi. Hả? À, mình muốn làm gì đó, mình phải làm. Đúng lúc nào đó, làm cái việc gì đó. Đói, ăn, mệt, ngủ là nó như vậy đó. Chứ đừng có để cái sự đói nó kéo dài vô trong giấc ngủ. Rồi đừng có để ngủ quá giờ ăn. Hiểu chưa? Đại khái nó như vậy. Ở trong lúc ăn không có được nhắm mắt ngủ. Ở trong lúc ngủ không có được ăn. Đó, phải biết như vậy. Thì cũng như vậy thôi, cái lúc mình làm việc mình không có để cái tình cảm buồn bã hay là vui gì nó xía vô. Là mình phải tập trung hết tư tưởng làm cái chuyện đó, cho nên mình làm cái gì nó mới thành công. Tại sao sư phụ thành công? Bởi vì sư phụ làm 5 phút làm cái việc này, dù nó buồn bã cách mấy sư phụ hết sức là buồn, hết sức là bi lụy vì người khác. 5 phút xong làm hết rồi, ta làm chuyện khác, cái chuyện buồn này ta cắt liền. Hiểu chưa? Cái tinh thần của sư phụ nó đổi liền. Đổi liền vô trong cái hoàn cảnh đó, đặng mà hết cái bằng nhất tâm bất loạn làm cái việc đó, làm xong rồi cái cắt lên làm chuyện khác, nó cũng nhất tâm bất loạn y như vậy thôi. Có nhiều người, có người đệ tử của sư phụ quan sát sư phụ, họ nói sư phụ làm cái gì cũng là hết sức là chú tâm trong đó. Thí dụ như sư phụ nhiều khi gia trì mấy trăm người hay 1.000 người cũng chú tâm y như là người thứ nhất vậy thôi. Sư phụ hỏi họ làm sao biết được, họ thấy quan sát chứ. Sư phụ gia trì ai là cũng đứng đó nhắm mắt lại chú niệm ra. Yeah. Chứ không phải làm tới người thứ 13 là mệt quá rồi. Rồi đại đại vậy rồi. Đại đại. Hiểu không?